Đại diện Sở Cảnh sát bang New South Wales cho biết, cơ quan này đã bắt giữ một cậu bé ở độ tuổi vị thành niên, thừa nhận đã nhét kim khâu vào hoa quả như một trò đùa vui. Trong hai ngày qua, chúng tôi điều tra ra một người. Cậu ta khai nhận rằng chỉ muốn chơi khăm bằng việc găm kim vào dâu tây. Hành vi này sẽ bị xử lý thích đáng theo quy định. Theo luật hiện hành của Australia, một công dân trưởng thành bị khép vào tội phá hoại như trên có thể đối mặt với án tù tới 10 năm. Tuy nhiên, quy mô và tính nghiêm trọng của vụ việc lần này khiến chính phủ Australia có phần cứng rắn hơn. Đây không phải trò đùa cợt. Ai đó đang đẩy toàn bộ nông dân dâu tây vào tình trạng mất kế sinh nhai, khiến người dân hoảng sợ. Chúng tôi sẽ tăng mức phạt cho thủ phạm vụ việc lần này từ 10 lên thành 15 năm. Đó tương đương với án phạt dành cho những kẻ sở hữu ấn phẩm ấu dâm hoặc cung cấp tiền cho hoạt động khủng bố, đủ để cho thấy chính phủ nghiêm túc với những hành vi phá hoại như thế nào. Dù không ghi nhận trường hợp nào bị thương nặng, nhưng trò chơi khăm của thiếu niên trên đã khiến người nông dân trồng dâu tại Australia lao đao. Họ buộc phải tiêu hủy hoặc bán tháo sản phẩm vì giá cả lao dốc và tâm lý sợ hãi của người tiêu dùng. Anh và New Zealand thông báo sẽ rút toàn bộ trái cây xuất xứ từ Australia ra khỏi các siêu thị nước này để đảm bảo an toàn. Chính phủ Australia đã hỗ trợ những người trồng dâu $1 triệu Australia, đồng thời kêu gọi người dân lấy lại niềm tin về hoa quả nội địa, bắt đầu từ việc lắp đặt thêm máy giò kim loại tại toàn bộ dây chuyền đóng gói dâu và siêu thị để kiểm soát nếu vẫn có kim khâu bị găm trong quả. Mặc dù thế, người dân vẫn được khuyến cáo nên cẩn thận cắt hoa quả làm đôi trước khi ăn. Một số bang thậm chí còn treo thưởng tiền mặt cho những thông tin hữu ích phục vụ điều tra.